Hello, chào anh em, một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình lên top 8 em cho anh em xem tham khảo. Đầu tiên có mã số 1, con gà úa chân xanh nha anh em, 2,7 kg. Mã số 2, điều bông, 2,8 kg. Mã số 3 điều bông luôn nha anh em, 2,8 kg luôn. Mã số 4 xanh bông, 2,8 kg nha anh em. Gà bên mình nó còn nhát người lắm nha anh em, nó mới vô nó còn nhát người lắm. Mã số 5 xám chuối, 2,8 kg luôn nha. Mã số 6 xanh bông, 2,8 kg luôn. Tay là ok hết luôn nha anh em. Nhiều anh em cũng thông cảm nha, gà bên mình gà bầy á, mình không có sổ sẹt được, anh em thông cảm nha. Nhiều anh em trên clip cứ hỏi sao không có clip sổ này kia, anh em cũng thông cảm. Mã số 7 gà xanh, 2,8 kg luôn. Mã số 8, gà xám, 2,7 kg.
em cứ xem kỹ rồi tham khảo nha. Có gì cứ liên hệ với mình Zalo, mình để trên video luôn nha anh em. Chào anh em nha.